Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 3. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.